Hello, xin chào tất cả anh chị em nha. Thì hôm nay là em cái dàn nhỏ đáp sau của em nè, em để dạng như nó quay qua cái bàn nè anh chị em. Nó quay như vậy nè, nó thuận tiện cho nên là em cứ lấy nó em hát thường hơn. Còn cái dàn kia thì phải kéo ra kéo vô cho nên là em ít khi nào em lấy. Thì bữa nay em kéo cái dàn bự ra anh chị em, kéo cái dàn bự ra. Cái dàn mà rồi rắc 3.5 nó bị ấy. Nó bị lỏng. À, khéo cái dàn này ra rồi em test máy lại chứ để lâu quá nó bị mốt rồi nó bị tùm lum sự cố mệt nữa. Giờ em quay sơ cái dàn máy rồi bắt đầu em hát test máy cho anh chị em xem nha. Thì đây cái dàn máy nha anh chị em. Thì cái mixer Mackie nè. Mackie em để đây luôn nha. Đó, em để trong trong cái thùng này luôn. Rồi men này kia đều cũng như cũ. Đó. Có vang số thì setup ba quay đặng đánh cho cái dàn loa. Cái dàn loa này. Đó. Setup ba quay nha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ bắt nhạc hát thử cho anh chị em xem nha. À sẵn rồi em bắt cái kép luôn. Đây kép phép rồi. Đó, hiện tại giờ đang đi vậy đó anh chị em. Hát là không đây đó anh em xem nha, bây giờ em quay lại cho thì đây là anh em quay phim rồi nghe. Một cái là quay đây còn một cái là để trên cái ổ bông nữa không. Đọc chưa đó, bây giờ em quay đây bây giờ đi. À, một cái anh chậu bông, một cái tên ấy thử test loa rồi. Một cái đầu tiên nhạc buổi sáng an lành bác thử. Khoảng cách ngồi cách lo khoảng 3 mét nha anh em. Hấu hấu tiếng kép gì lắm, hấu tiếng xì á. Đi lượt 1 2 3 4 7 7 1 7. Cái tiếng của em thì nói chung là cái dàn này nếu mà để kiểu khoảng cách này á hát nó hú. Đi lượt 1 2 3 4 5 6 7 6. Nhớ khi một đời
con vương ai trên bến chiều xa vắng năm tháng còn gần gần. Bà biển ơi đây vì sắc tươi như hoa ngắm đông đời. Tôi qua lăng mặt cầu nằm trên con môi cồn, tôi vô thăm thầm đầu trời bát ngát đêm màu, nghe chuông ngân chiều vang như tiếng nói cô nghiêng sao xuyến tâm tư người ghé thăm Hà Tiên. Giây phút đẹp còn lại kỷ niệm khó phai trên bờ tắm ai. Hà Tiên đã ghi vào tâm trí tôi, ôi biết luôn lặng mây. Nhớ thương hơi đầy hướng về Hà Tiên, quê hương hồng vây hiên ngang ngắm bằng trong xưa. Đây bến Tô Châu một sắc nhịp lâu bên tôi hướng về Hà Tiên. Anh em khi mà mình không bắt là để nó bị cái mạch này kia nó ẩm ướt, không nó mà nó ẩm ướt thì nó hay dễ bị hư lắm, cho nên là bị ẩm mốc, nói chung là nó bị ra ten rồi dẫn điện không tốt thì nó sẽ hư. Thì em clip của em thì tới đây là cũng kết thúc anh em.